Em mới săn được căn nhà vườn giá ngợp, quá trời ngợp 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 luôn cô chú anh chị mình ơi. Quá trời căn nhà nó đẹp ơi là đẹp anh chị mình ơi. Anh chị mình nhớ xem hết clip này coi căn nhà này có cái gì nha. Phía sau mình có view kênh sông cực kỳ mát mẻ và có nguyên cái vườn trái cây luôn chị ơi. Trời ơi cái địa chỉ này anh chị nghe mình không hết hồn nữa thôi. Cái địa chỉ của mình là thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang luôn. Với tổng hết diện tích đất và nhà của mình là tới là 333 m² luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi đất thành phố Mỹ Tho bây giờ còn quá trời đất luôn. Thì đường tước nhà của mình là đường đan 2m7 luôn cô chú anh chị, xe ô tô chạy vivo vô tới sân nhà đậu luôn. Phía sau mình có mặt tiền view kênh sông cực kỳ mát mẻ luôn. Đây anh chị thấy không, cái sân trước này nó quá trời rộng luôn chị ơi. Thì từ vị trí căn nhà của mình á mà đi ra quốc lộ 1A chỗ cầu Bến Chùa anh chị á chỉ có là 250m thôi anh chị mình, nghe không làm đâu. Thì anh chị mình nhớ theo chân em xem hết căn nhà này anh chị, quá trời căn nhà nó đẹp ơi là đẹp chị, còn rất là mới luôn. Phía sau có vườn trái cây luôn. Thì anh chị mình nhớ theo dõi hết clip này của em nha, tại vì em sẽ không làm mất thời gian anh chị mình nhiều đâu, em quay rất là ngắn gọn luôn cho anh chị mình nắm nha. Đây thì đường tước nhà của mình anh chị mình thấy không, thì đường tước nhà của mình là đường ô tô 7 chỗ, mình là đậu được trong sân nhà nha anh chị. Đó ở đây nhà đại gia quá trời anh chị, kế bên nhà mình có nguyên cái biệt thự quá trời lớn luôn chị ơi. Thì nhà của mình là có cổng rào, hàng rào xung quanh nhà mình luôn nha. Phía sau mình thì một lát nữa anh chị mình xuống thì bất ngờ lắm chị, quá trời ngoài sau nó đẹp ơi là đẹp chị, có nguyên cái sông luôn, thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây sinh sống nghỉ dưỡng nha. Đây đây thì mình là thuộc thành phố Mỹ Tho rồi nha anh chị, thì anh chị mình cũng biết đất thành phố Mỹ Tho thì cực kỳ mắc nha anh chị. Giờ người ta xây nhà bán nhà gì ngang cứ có 4m sâu vô 17m thôi anh chị, mà bán cũng là 1.7-1.8 không anh chị ơi, có thể là 2 tỷ 2 tỷ mấy luôn nha. Nhưng mà căn nhà của mình là khác biệt với những căn nhà đó nha anh chị, nhà của mình là quá trời đất luôn, nhà mình tới là 333 m² luôn anh chị ơi. Thì khu này người ta là xây nhà bán rất là nhiều nha anh chị, nhưng mà đặc biệt căn nhà của mình là nhà là chính chủ đang ở nha anh chị, nên bây giờ cần ráng bán gấp luôn, quá trời ngợp rồi anh chị ơi. Thì gần đây thì người ta xây nhà bán rất là nhiều anh chị, diện tích ngang chỉ có là 4m rưỡi và sâu vô khoảng 16-17m thôi anh chị ơi, chưa được 100m² nữa mà bán là khoảng là 1.7-1.8 tỷ anh chị ơi. Ở đây em có 333m² luôn, mà nhà này là nhà dân nha anh chị. Đó mà giờ bán chỉ có là 1.6 tỷ thôi anh chị ơi, cho đất và nhà như thế này, nhà vườn mà mặt tiền là con mình có cái mặt tiền là view kênh sông luôn, mát mẻ lắm anh chị ơi. Thì giá chỉ có là 1.6 tỷ thôi anh chị ơi. Trời ơi nhà như thế này, nhà thành phố Mỹ Tho giá 1.6 tỷ là hiếm lắm nha anh chị, mà đất là nhiều gấp mấy lần của người ta nữa. Thì em không có làm mất thời gian anh chị mình ha, giờ em sẽ quay căn nhà trước, sau đó em sẽ quay cung đường từ căn nhà em đi ra quốc lộ 1A cho anh chị mình nắm nha. Chỉ có là 250m thôi anh chị ơi, từ quốc lộ 1A mình chỉ quẹo vô một sẹt một thôi là tới căn nhà mình liền ha. Thì đường tước nhà mình có hiển thị trên sổ nha, với tổng diện tích ngang là 6m, sâu vô là 55m lần nha cô chú anh chị mình ơi. Tổng cộng mình có là 333m² nha. Thì nhà của mình á thì sẽ có một cái sân trước cực kỳ là rộng luôn ha, có được một phòng khách ha và được 2 phòng ngủ, một nhà sau nha. Phía sau thì mình có một cái vườn trái cây luôn. Cuối đất nhà của mình á thì có một cái view kênh cực kỳ mát mẻ luôn, thích hợp cho anh chị mình về đây sinh sống hoặc là làm cái chòi nghỉ mát đâu anh chị, để dành tiếp khách ở ngoài bờ sông đó là cực kỳ là đã luôn anh chị ơi. Thì anh chị mình biết thành phố Mỹ Tho mà sao là có được cái phía sau là có mặt tiền view kênh sông, vậy là cực kỳ là hiếm nha anh chị, không có đâu nha anh chị. Nhưng ở đây là em có một căn nhà mặt tiền view kênh sông, ngoài trước là đường xe ô tô 7 chỗ đường đan nha. Đó mé hông mà chủ cũng xây chừa cho mình khoảng gần 1m mé hông để mình đi luồn xuống căn nhà sau mình nha. Đó đây là cái vườn sau mình nè anh chị ơi. Thì miếng vườn phía sau của mình đây nha anh chị, thì em thấy là tên đất là chủ đang trồng chuối ha, trồng sa ri ha, trồng ổi ha. Quá trời miếng đất này nó dài ơi là dài anh chị, dài tới 55m nha, ngang 6 dài 55 nha anh chị. Đó chủ cũng làm nhà ha, chậu đồ ha, quá trời đẹp anh chị ơi. Nhà này thích hợp cho anh chị nào mà lớn tuổi ha, mà thích ở một căn nhà ở thành phố mà có mặt tiền sông nè ha, thì hãy xem hết clip này của em nha, sẽ không bao giờ làm cho cô chú anh chị mình thất vọng nha. Đó thấy đang ổi đang cho tái luôn nha anh chị. Thì em xin nhắc lại địa chỉ căn nhà vườn của mình thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Thì căn nhà mình là ngay chỗ cầu Bến Chùa, đi vô tầm khoảng là 250m thôi anh chị ơi. Đường của mình hồi nãy cô nói là đường xe ô tô là ô tô 7 chỗ vô tới sân nhà. Một lát em sẽ chạy ra cung đường cho anh chị mình nắm hàng, có chiếc xe ô tô đậu trên gần căn nhà mình luôn nha. Đó đây là có một cái bức tường nè anh chị. Đó, có bức tường đó là ngoài sau bức tường này là một cái view kênh sông nha, để em đứng lên cho anh chị mình nắm nè. Đó đây thì có thể mình làm cái cửa anh chị, làm cái cửa đây, cái mình làm cái nhà mát phía sau bức tường này nha. Đó nhà mình mặt tiền sông ha, đây anh chị thấy không, có cái sông ngoài sau ha. Đây mà chủ xây cái hàng rào là giật vô chút nha anh chị, nên chưa có sát bờ sông ha. Thì anh chị mình xây thêm một cái chòi mát ở đây là quá trời còn gì nữa bằng nữa anh chị, quá tuyệt vời luôn anh chị ơi.
ở đây là cá rất là nhiều ha anh chị nào, nhất là những anh chị nào mà thích câu cá Cần Thủ nha, thì ở đây cá sông này rất là nhiều nha anh chị. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về đây tầm khoảng là 56 km thôi anh chị, rất là gần nha. Thì căn nhà của mình thì anh chị mình biết thành phố Mỹ Tho ha, thì nhà mình là thuộc thành phố Mỹ Tho ha. Vừa tới cầu Bến Chùa là anh chị mình quẹo phải vô là chừng 250m thôi là tới căn nhà mình liền nha. Nhà mình rất là dễ đi anh chị ơi, cái địa thế này em thấy rất là ok cho anh chị mình về sinh sống nha. Thì giá chủ kêu vừa đất về nhà thế này thì sẽ có là 1.6 tỷ nha. Đó, thì giờ em sẽ đi vô xong em quay cung đường cho anh chị mình nắm luôn. Em chạy ra quốc lộ ra chỗ cầu Bến Chùa cho anh chị mình nắm cung đường luôn nha. Thì anh chị mình đi ngang thấy được clip này nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh chị và một nút like nha, để em có động lực em săn những căn nhà vườn cho anh chị mỗi ngày luôn. Giờ nhà ngập quá trời ngập anh chị ơi, giờ người ta kêu bán đất bán nhà quá trời luôn, nhà rẻ dữ lắm anh chị ơi. Thì anh chị mình thấy không, ở đây chủ chừa chắc khoảng gần 1 mét đang đi thẳng ra ngoài trước ha. Đó, nhà mình thì còn rất là mới, em còn thấy khoảng là 90% là mới nha anh chị. Nhà này chủ của em nghĩ chắc cũng mới xây đây anh chị. Thì em xin nhắc lại tổng hết diện tích đất và nhà của mình, ngang là 6m, sâu vô là 55m nha anh chị. Quá trời, cái miếng đất mình nó dài ơi là dài anh chị ơi. Và tổng cộng mình có là 333m² nha. Hiện trạng đất và nhà của mình thì điểm yếu trời lời, thì đất của mình là đất trồng cây lâu năm nha anh chị, chủ chưa lên thổ cư ha. Thì anh chị nào muốn về đây sinh sống mình lên thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ nha. Và hướng nhà của mình sẽ quay về hướng chánh nam nha anh chị, và giá chủ kêu chỉ có là 1.6 tỷ nha. 1.6 tỷ là mình có thể mình gặp chủ để mình thương lượng về giá thêm nha anh chị. Đó, ngoài trước thì anh chị mình cũng thấy ha, có một cái sân kiển này ha, có cây sa ri này anh chị ơi, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Thì nhà của mình á, đất của mình á đã san lấp mặt bằng hết nha, nên không có một cái mương nào luôn nha. Đất của mình là san lấp mặt bằng hết, rất là bằng phẳng luôn nha anh chị. Đất sạch sẽ, xung quanh không mồ mả luôn nha. Thì xung quanh của mình thì chủ cũng đã làm hàng rào tường rào hết cho mình rất là cao luôn anh chị mình thấy không? Kế bên nhà là có 2 cái biệt thự luôn anh chị ơi. Thì khu của mình ở là khu này gia không anh chị, biệt thự vườn không anh chị ơi. Đó, thì anh chị mình quan tâm thì em có để số điện thoại trên màn hình ha, thì anh chị mà quan tâm cứ gọi em nha, thì em sẽ gặp anh chị mình, gặp chính chủ để thương lượng về giá nha. Đó, giờ em sẽ chạy xe đi ra quay cung đường cho anh chị nắm cung đường mình như thế nào luôn ha, và ra tới quốc lộ 1A cho anh chị mình luôn. Đó, giờ em sẽ chạy ra ha. Đây, trước mắt anh chị mình thấy không, có một chiếc xe ô tô 7 chỗ anh chị mình thấy không. Đó, có chiếc xe ô tô 7 chỗ ha. Đường em thấy đường rất là lớn nha anh chị, đường này là xe ô tô 7 chỗ vào được nha. Và cách quốc lộ 1A ngay chỗ mà cầu Bến Chùa mình chỉ có 250m thôi, rất gần luôn. Đi chạy chưa được một phút nữa là mình ra tới quốc lộ 1A anh chị ơi. Thì đó, dân cư anh chị thấy không, dân cư cực kỳ đông đúc ha. Thì chạy ra đây là mình có một con đường lộ nhựa nha anh chị. Đường nhựa này xe tải chạy được ha. Sau đó anh chị mình rẽ trái thì anh chị ra quốc lộ 1A chỉ có là 200m thôi. Rồi, giờ em chuẩn bị em ra đường lộ lớn cho anh chị mình ha. Thì video của em đến đây là hết rồi. Em cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em nha. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký và một nút like nha anh chị, để em có động lực em săn những cái nhà giá rẻ mỗi ngày cho anh chị mình luôn nha. Thì hướng ngược lại mình sẽ ra ngay chỗ cầu Bến Chùa và đi thẳng về thì anh chị ra ngã ba Tung Lương anh chị.